Chị Hai đang coi Sám Sáo TV vậy? Sám Sáo TV. Ừ. Nhớ bấm chuông rồi nha chị Hai. Với đăng ký kênh nấu ăn Tùng Sám Sáo TV với nha. Tôi mình hoài mất cáo. À, anh chị em mình đang chờ nước cả nhà ơi. À, Tùng xin chào quý ông bà cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV của Tùng nha. À, hiện tại Tùng đang ngồi với chị Hai. À, anh chị Hai mình bổ xong tay lưới rồi. Tay lưới neo. À, được mấy tiếng rồi chị Hai? Bố hồi 8 giờ tới giờ. Dạ, giờ cũng được 3 tiếng mấy rồi đó. Cũng gần cuốn rồi. Dạ, cũng gần tới giờ cuốn rồi cả nhà ơi. Hồi nãy lúc anh Hai với chị Hai đi bổ thì Tùng đi làm việc không có quay lúc mình bổ. Nhưng mà mình gần tới giờ cuốn nè. Rồi Tùng chạy lại chút xíu nữa anh em mình đi cuốn Tùng quay cho cả nhà xem. Còn có một việc nữa cả nhà. Thì Tùng bận đi nhận một thùng quà. Đây là thùng quà của cô Mai ở Hoa Kỳ gửi về cho chị Hai. Tại vì cô Mai nói thấy chị Hai đi kéo lưới bị đau tay nhức tay nè. Thì cô Hai gửi quà. Cô Mai gửi quà. Cho bấm được. Ơ, cái này bên đây mấy gì được à? Được. Cô Mai nói nhờ là người cháu của cô Mai ở Sài Gòn gửi về. Thì cô Mai gửi về Sài Gòn xong rồi từ Sài Gòn người cháu cô Mai gửi về cho mình. Gửi qua đường xe Phương Trang. Rồi em tự đi nhận nè. Cô Mai nói gửi cho chị Hai và Cù Là với lại xe Đông Bái. Với lại cái tiếp này nè. Cái tiếp này cô Mai nói xài tốt lắm. Là cái ai để ICY tiếng Anh rồi anh không làm nữa. À, ICY hot. Cái đó là cái gì? Cái chai này cô Mai nói là thuốc vô nó êm lắm, nó mát lắm, nó êm. Êm dịu. Rồi rồi. Mà quên nữa. Đây để coi có được 6 chai cô Mai gửi 6 chai. Dầu là con cọp. Cô Mai nói dầu này tốt lắm. Dầu này nói chung là dầu xịn dầu của nó. Dạ. Dạ. Chưa mở mà thử cái gì không biết. Đưa lên. Mở ra. Thử ra. Thử đi. Thì cô Mai gửi cho chị Hai nói chị Hai dùng từ từ. Đó, so bóp ban đêm rồi chị Hai, trước khi ngủ chị bóp xong rồi chị ra ngủ. Đỡ lắm. Rồi tụi con đã nhận được quà của cô Mai rồi. Anh chị em con cảm ơn cô Mai nhiều lắm nha. Con cảm ơn cô Mai nhiều lắm cô Mai ơi. Rồi rồi đây là miếng salon bát mà không giống của mình ha. Nói chung là salon bath ở nước ngoài. Yeah. Đây là salon bath nha. Đây là dầu con cọp và cù là. Còn cái tiếp IC hot này nè. Nó có chai cùi rồi nè. Không này bị mất chứ không xui. Tại vì gửi qua gửi hàng về nhiều khi nó bị mất. Mà nó có tiếp này tốt lắm. Cái này cũng tha hả? Tha bớt. Nhưng mà tha này là nó diện dạng như nó có dầu, chất dầu á. Chị Hai cứ tha. Còn sức ở dán cái này á là phải da thịt khô da mới dính. Được rồi. Được rồi, thôi rất là vui hôm nay tụi con được nhận quà của cô. Hy vọng chút xíu nữa tụi con dính được nhiều cá quay cho cô và khán giả xem. Thôi tụi con tạm ngừng video đây, chút xíu nữa là con quay tiếp nha cô. Con cảm ơn cô Mai nhiều. Dạ. Thank you.
Anh em mình đã tới nơi. Vô qua gió. Rồi. Lo lu bu công việc nên tới nước đi kéo lưới, cái anh hai còn bận cái áo có nút nè. Bây giờ mình phải thay đổi trang phục cho anh hai. Lấy áo chị hai đi. Đó. À, để em nè. Bữa nay bận áo em coi hên không? Trời ơi đẹp trai. Hình như bận áo em đẹp trai hơn chị hai ơi. Sau một hồi lay quay, anh em mình đã kéo được cái đầu lưới lên rồi cả nhà ơi. Đằng đầu đằng viên trì thì chị hai kéo cái cục đá neo lên là bắt đầu anh em mình thông lưới đó. Hy vọng hôm nay dính cá. Quay vô cả nhà xem coi. Cậu Út nói có mấy cái đá này là có cá sủ nè. Có đá có cá sủ, cổ quắt hết dầu. Bữa nay bầu trời đẹp quá. Hy vọng dính cá bự. Trời đẹp quá cả nhà ơi. Trời xanh mây trắng. Gió mát. Sao nữa ta? Bóng láo. Được con cá sấu, hên quá. Con cá à cả nhà ơi. Sao bao thời gian chờ đợi, nãy giờ ngồi im ru không gió. Cá sấu, cá sấu. Cái này sẽ xếp 1 ký cũng được. Chữ đã dính chữ nó nữa trơn. Rồi ký hơn luôn. Này tập ký 2 cả nhà ơi. Sau khi mình nhìn tổng quan thì mình sẽ đoán chính xác hơn, nãy nhìn thấy có cái mỏ không à. Cá. Ê. Đây là cá sú cái. Cả nhà coi mình cầm giờ nó tụt cái tay xuống. Nói chung là cái bụng của nó tròn mà nó không có dày. Vậy rồi. Con cá sú đầu tiên. Nó còn dễ dãy à. Thương lắm mới cho xuống nước nha, chút xíu nữa câu cho. Có lội không? Nói chung nó yếu lắm rồi cả nhà. Thông thường cá sấu khi dính lưới hay dính câu thì nó rất là dễ chết nè. Nó không được sống không được lâu trong sau khi mà bị mình bắt á. Nhưng mà thấy con này nó còn thở. Chứ nó bơi 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 vẫy hồi. Chứ giờ này nắng quá đưa nó lên trên đây phơi nắng tội nghiệp. Chứ ban đêm thì mình để lên trên. Tại vì thường thường nếu mà cá này nó sống chết thì mình bán cũng bằng giá tiền. Nhưng mà nếu mình để dưới nước rồi nè mà nó chết á mình không hay á. Cái nó bị trắng cái mang. Mình lúc đó thì mình mới bị mất giá trị thôi. Bữa nay mà dính con cá sủ chừng 10 ký ha, là mai mốt em kêu anh hai đó là bận cá đi kéo lưới hoài. Bận nó hên. Thành đồng phục luôn đó. Đâu có, không có, không dính thì trả lại cho chủ cũ. Xui đâu mà xui, áo nó hên đi. Chị biết em bận cái áo đó, em đi với anh chị là dính là biết bao nhiêu con cá bự chưa? Biết bao nhiêu bầy cá hú ra xa chưa? Mà chị nói nó xui. Vậy là vô bờ không có là cá nó ở ngoài xa rồi đó. Ủa cái đầu kia mình đâu? Ngoài sao? À tại vẽ ha.
mấy bữa mà trời gió gì mình kéo lưới nặng đó. Gió nó thổi cái xuồng của mình trôi đi á, mình mất nắm dùng sức để mình kéo tay lưới lại, nặng hơn bình thường, giống như mình đang kéo co với sức gió vậy đó. Lâu lâu mình thăm lại con cá, còn bơi không? Bơi không con? Nó còn vò, nó còn sống rồi nè. Từ đó. Sợ nó chết là mình phải thảy được cái sạp liền. Đã ít giờ mà còn mà bán không được nữa là khổ lắm. Đi lên. Bữa nay ghe lưới của anh em mình có sự góp mặt của ngư dân người Brazil. À, đây là cả nhà. Bữa nay giới thiệu gương mặt mới trên kênh Tùng 66 TV. Kênh 66 TV của Tùng là có xuất hiện một ngư dân người Brazil. Kìa, Brazil ngồi kéo chiếc mũi kìa. Rồi bữa nay giới thiệu nhân vật mới coi. Còn phía sau người kéo diền chì là ngư dân. Cái gì đi? Bà sa, bà sa. Còn phía sau người kéo diền chì là ngư dân. Cái gì đi? Bà sa, bà sa. Trời ơi, nó nhà em nói xàm đó. Trong khi có những lúc cả nhà là mình tập trung để mình chờ cá thì không thấy đâu. Những lúc mà mình nói chơi chơi, mình không quan tâm nó là có cá lên. Vậy mới bất ngờ. Vậy mới vui chứ. Vậy mới kịp. Nãy giờ, bữa nay ít cái nhưng mà ít ghét. Bọc thì cũng lai gai, ít củi. Nhưng mà đá lên nhiều, đá cái này nè. Đá. Hồi nãy chị thấy không, em nói có đá là có cá sủ, thấy chưa? Rồi Út cũng nói rồi, có đá đó là có cá sủ đó. Thì Dũng còn có sủ mình bắt đó chị. Mình được con cá ba sa đó nhỉ. Cô sao? Chị máy. Cô sao? Để gì nghe, chị máy rồi nghe. Chị máy có bà giả dòm nó thấy thôi. Không. Kêu không nghe, nhưng mà cô Sáu vô tình quay ra gặp mình, cô Sáu chào chứ kêu cô Sáu không có nghe, xa lắm cả nhà ơi. Với lại cô Sáu đang chạy máy nữa, gió nhiều. Ba sa này cũng không bự, tầm gần ký lô. Có là mừng rồi, hy vọng dính thêm. Dính con này đòi bắt con nữa vậy. Vô nó mạnh lắm, thấy vậy á. Khi mà dính lưới bị quấn á nha thì nó yếu, chứ khi mà mình gỡ lưới ra hết là nó mạnh lắm. Cá Út dính lưới nào cũng bự nữa ha ta. Ra cái con cá Út đó nó chui qua cái lỗ lưới này còn được đó nè, tại vì cái lỗ lưới của mình nó bự lắm, nó 1.3 căng ra nó vậy nè. Nhưng mà con cá này thì bề tròn của nó bằng bằng pin thôi, bề tròn nó bự hơn cỡ ngón giò cái của mình chứ gì, thì nó chui qua cái lỗ lưới này lọt rồi. Vậy mà nó cũng quấn vô được, nhờ nó có mấy cái gai dướng vô cái nó bị nó dùng dãy, cái nó càng dùng dãy thì nó càng quấn càng xe vô. Có lý rồi đó.
Không, em đón ra ngoài có cá mà vô trong không thấy là ở ngoài chứ đâu. Nữa hả? Thêm được con cá út nữa cả nhà ơi. Cá út cái phân biệt đối xử dục trội vậy đó. Mấy con cá kia có tiền là phải nâng niu thả nhẹ nhẹ vô. Nữa hả? Quay á. Có đá là có sủ nữa đó. Chút xíu dính cái sủ nữa nè chị hai. Ừ, bà xa đi bày mà sao giờ có ngon này. Con nó đi đâu chị hai? Tôm. Vô rồi. Vô rồi. Tăng. Ôi, ê, hai càng đàng hoàng nha chị ơi. Ôi ơi. Tưởng cái con cá thủ không, con trắng. Ai về là cái bao. Mì Hảo Hảo thân hạnh tài trợ buổi cá lưới hôm nay. Bởi vì có mì Hảo Hảo, có dính tôm phải rồi chị hai ơi. Cái này kiếm cá sao khó khăn quá. Đem cầm cây cho. Gì câu á. Nó kéo không? Bất đại đi.
Ừ, hên cây này chưa thơm. Nó mới có dập dập à. Nó gốc ngay đầu lưới kiếm dạng ba sa coi. Cây cờ đầu lưới sát bên này cả nhà ơi. Gần hết lưới rồi. Cái kiếm ba sa nè. Tỉnh cái này ơi, cái này ơi. Giữ gốc hả? Cao lên hay gì đó. Hy vọng cái gốc này. Gốc này là hết lưới rồi, gốc cuối cùng. Trời ơi, bung lao không nhỉ? Trời ơi, bung lao nữa. Hồi nãy nó ít cái gom gom giờ nhiều rồi nè. Năm thùng mình. Còn hy vọng không trai? Nó thì xỉ xỉ lưới nè. Vô con hô gô coi. Gô hay cái cây. Anh hai nói con gì ở đây em nôn ruột cho người đó. Không ngày lâu quá không nghe câu đó. Tụt cả bật 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 xuống cái cây đó. Rồi. Chuẩn bị hết rồi. Nghe hiểu hả? Rồi xong. Rồi hết lưới. Còn cái gì mà nó cà chì hoài vậy. Câu bọng gì á. Rồi, nổi con dây phao rồi cả nhà ơi. Hết lưới chắc rồi. Hết hy vọng thiệt rồi. Trời ơi, cuối cùng còn ôm thêm cái cây. Trời ơi. Cái tụi con cá ngát là con đó không?
cuối cùng không có cá mà có cây cả nhà, hết lưới rồi. Nay anh em mình dính được cũng mấy mặt cá đó, có tôm nữa nhưng mà không có nhiều, hết lưới rồi. Có hút hồi chót không? Hút hồi chót đừng con cá sủ chừng ký giữ cũng được. Nãy từ 10kg mà giờ giảm còn ký. Cuối lưới mỏng mà nên hy vọng con nhỏ cũng được. Rồi hết thiệt rồi đó. Hết hy vọng thiệt rồi. Rồi, nói chung làm nghề lưới này cũng vậy cả nhà, có bữa dày bữa khác, bữa nhiều bữa ít. Hôm nay này ít cá. Với lại mấy hôm nay cũng vậy cả nhà, mấy hôm nay không có, không tụng đi quay không có clip luôn. Có hôm nay là được hơn mấy bữa trước đó. cho dù clip không hay nhưng mà cũng có clip. Mong cả nhà xem đỡ nha. Đấy, cô bác ơi xem đỡ giùm con xem đi. Xem đỡ giùm con mang ơi suốt đời. Con đặng con có tiền quảng cáo của YouTube. Con có thu nhập. Đồng ra đồng vô rồi hả nha. Đồng vô. Trời ơi, nay mình được hai con cá út bự luôn đó nha. Cá út vậy là bự rồi nè. Ở miền nước ngọt của mình thì cá cỡ này thôi. Còn dùng nước lợ, nước mặn thì cá út của mấy anh em kia săn bắt được thì dính con cá út giáo bự lắm, bằng cùng tay mình á. Con tầm 600-700 gram cũng có nữa. Còn con này thì chừng 150 gram, 100 gram là bự lắm rồi. Đây mình dính được thêm con cá ba sa này đó nha, sa tầm ký. Còn đây là con cá sủ đó. Sủ là sủ cái nha, không sủ đực nữa. À, rồi đây là con tôm. À, trời ơi, lâu lắm rồi dính được con tôm đã thì. Đó, hôm nay em được có nhiều thôi cả nhà. Nhưng mà cũng đỡ hơn mấy bữa trước. Mấy bữa trước là anh em mình thất thu trầm trọng, không có gì luôn. Bữa nay còn bù được tiền dầu nè. Chứ mấy bữa trước là lỗ trắng luôn á, lỗ lưới, lỗ dầu, lỗ công, lỗ đủ thứ, mắc mưa nữa. À vậy hả, con hào vô, à mấy bắp chuối đu vô chứ này. À thấy hả. Wow, nay phát hiện có mấy con bắp chuối nhỏ nó bù vô con tôm nữa nè. Tôm nhỏ vậy mà có những con nhỏ hơn nó bù vô nữa. Vậy rồi, đây là tất cả số cá hôm nay anh em mình dính được. Giờ là Tùng về. À, clip hôm nay hơi ít cá, không được hấp dẫn cho mấy. Tùng mong cả nhà xem ủng hộ anh em mình nha. Bây giờ anh em mình về, Tùng kết thúc video ở đây. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video hôm nay. Tùng và anh chị Hai hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye. Anh Hai mình ở sao này? Giờ này cái máy nó trứng rồi nè cả nhà. Anh hai mình phải giờ gỡ cái sạp ra, bắt đầu coi lại cục bình đó. Tại vì cái cục bình nó đợi không được đó nha. Cái máy thì không sao nha, không ngày bị hoài luôn, cái cục bình nó xét rồi. Bây giờ anh em mình sửa chữa chút xíu, anh em mình về. Tùng chào tạm biệt cả nhà trước nha.